là nhu cầu xúc chạm. Đấy là nhu cầu những cái nắm tay, những cái ôm, xúc chạm cơ thể. Những đứa trẻ không có nhu cầu xúc chạm thì lớn lên tâm hồn sẽ còi cọc, cáu kỉnh và khó tính, mất tự tin. Một con người chúng ta cần 4 cái ôm để duy trì, cần 8 cái ôm để mà tồn tại, cần 12 cái ôm để mà phát triển. Và rồi có những người cha, người mẹ sinh con ra, gửi về quê cho bà nuôi, cho ông nuôi. Đừng làm thế các anh chị. Các con nhớ nhung chúng ta lắm, nhưng các con không biết bấu víu vào đâu. Và các con phải cam chịu nỗi nhớ nhung đó. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ lắm các anh chị ạ. Nên phải chọn một cái cuộc đời con luôn đi cùng với mình. Đừng biện minh là công việc. Càng tận tụy với con, các anh chị càng thành công trong công việc, càng nghĩ ra nhiều cách để giúp con, gần gũi con. Nên đừng gửi con về quê cho ông bà chăm nhé. Các con nhớ nhung chúng ta lắm, và các con cô đơn lắm.